Anh Tôm, có mì không? Tôm hả? Ừ. Trời, đang đói bụng luôn. Cái này là mì tôm ăn là im luôn á. Đục, bữa nay có Phước Phước ăn tôm ta. Ê, tôm tươi quá trời tươi luôn ta. Hồi sáng em đi chợ em thấy tôm còn sống luôn á. Ừ. Em mua về em đông đá đó. Nè tôm mà nhìn cái đầu vậy nè là biết là tôm tươi phải không? Mua mấy ký luôn. Trời ơi, mua mấy ký mà nghĩ sao đem có mấy con, 2, 4, 6, 7 con. Trời ơi, nó đông đá, em để trong ngăn đá á, nó đông gỡ ra thốn chớp vậy đó. Ủa thí dụ mà bình thường á là em đi mua tôm về rồi em làm sao? Em rửa cho thiệt sạch xong rồi em bỏ vô ngăn đông. Rồi, rồi, đông đá. Ừ. Rồi thí dụ em ăn, ví dụ mà em muốn ăn mà chừng 5-7 con, 10 con rồi sao? Không lẽ em đem nguyên cái cục đó em ra gã đông? Đúng rồi, vậy mới lấy ra được chứ. Nghĩ sao vậy trời. Ủa rồi thí dụ mà em đem nguyên cục em gã đông em ăn á, chừng mà mua chừng 2 ký tôm đi. Ừ. Em gã từ từ giết tới cái mấy con sau là hư chứ. Xúc đầu cho hết ngon rồi. Lâu để lâu quá cứ xả tới xả lui á là nó hết ngon như lần đầu tiên vậy nè, nó ngon nè. Đó, lần đầu tiên thấy ngon rồi nè, thấy không? Nhìn ngon không? Rồi định nhìn bữa nay thấy không? Đi ngon. Để em chỉ cho em nè, có một cái cách này nè, rất là hay luôn. Cách gì? Ờ, có nghĩa là con tôm em á, thường thường em đông đá đem ra con tôm nó sẽ bị bầm hoặc là bị thâm á. Để đó. Lâu quá xả 2-3 lần là bị à? Đúng rồi, để lâu á là xả 2-3 lần nó sẽ bị thâm. Còn thứ hai á là nó rất khó lấy ra, gã đông rất là lâu. Đúng nhưng rồi. Mà anh có một cái cách này nè, hồi sáng anh cũng đi mua rồi đó, hả? Nhưng mà anh á có một cái cách, anh là đông đá là con tôm nó gời gã chân luôn. Gời. Thứ hai là nó không bao giờ bị thâm. Đâu anh chỉ em ơi. Bởi vậy, ăn uống phải biết có kinh nghiệm đàng hoàng. Chờ chút xíu đi, để anh lấy cho anh coi. Chứ em có biết đâu rồi, em cứ xả gà xả vô rồi. Xả qua xả vô biết con tôm nó hết hư, hết ngon rồi, nó thâm hết trơn hả? Thì đó nó mềm rồi, đâu ngon đâu. Để anh chỉ em cái một cái bí quyết mà để đông đá tôm. Là con tôm tới sau á là nó sẽ gời ra, còn thứ hai là con tôm nó không bị thâm. Thì trước tiên á, thí dụ mà em mua tôm về á thì em sẽ rửa cho nó sạch phải không? Em bỏ vô cho anh một muỗng đường. Đường hả? Một muỗng đường. Đây, một muỗng đường, thí dụ tôm nhiều á thì mình sử dụng nhiều, còn tôm ít á mình sử dụng chừng muỗng được rồi. Đó mình rưới lên, mình trộn lên lại cho tôm lại cho đều nè. Trộn lên. Đó trộn đều nè. Rồi đó là bao em sẽ để trong tủ lạnh đi. Là con tôm nó, con này với con kia nó không bao giờ dính lại nhau. Im vậy? Hoặc thứ hai á là em ăn bao nhiêu á là em gỡ bao nhiêu ra thôi, là con tôm á tới lúc mà em ăn á là gã đông rồi, con tôm nó không bị thâm luôn, nó vẫn giữ nguyên luôn. Hồi sáng em đi mua cái bà bán tôm ngoài này phải không? Đúng rồi. Anh cũng có mua đó nè. Nè. Đâu? Đây nè, anh gã đông nè, nhưng mà anh có để đường nè. Em nhìn thấy con tôm cứ nhắc nè, thấy không? Đâu? Nè, anh coi đây. Nó cứ nhắc luôn thấy không? Đúng rồi. Nhưng mà em nhìn thấy con này với con kia đâu dính nhau đâu nè. Ê. Hả? Cái này nó đông đá. Nó đông cứ nhắc luôn nhưng mà nó không bao giờ dính nhau. Với thứ hai con tôm không bị thâm. Vậy ha, nhưng mà đường nó không tan là sao ta? Bỏ đúng vô rồi, đường bỏ vô đâu có đường đâu tan được. Thì ra vậy. Nè, bây giờ anh đổ ra luôn nè. Thấy không? Nè, con tôm là cứng nha đại đình, chứ không phải con tôm mềm đâu nè. Cọc 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 luôn ha, con tôm rất là cứng, chứ không phải là con tôm mà chưa đông đá đâu. Ý sao im quá vậy trời? Đó. Nè, mình để đường vô ở dưới nè, nó chảy ra miếng lớp nước đường nè. Nhưng mà đường nó không có đâu. Em hiểu rồi. Làm em ăn bao nhiêu á, cái em thí dụ mà có ăn bao nhiêu á em lấy ra bao nhiêu em ăn thôi. Vậy ha, tiện hơn nha. Đúng. Chứ đâu có cầm mà. Đúng không? Tôm cứ nhắc rồi, đông anh đông đá mà từ rồi sáng sớm tới giờ. Đây nè, tôm cứ rất cứng nè. Y cái này tiện nè anh thức. Mình muốn ăn nhiêu thì mình lấy ra nhiêu chứ nó dính là mình xả rồi. Xả tới xả lui đâu có ngon. Đúng rồi đó. Không ngon nữa đâu. Thí dụ mà tại vì á, thí dụ em để đường á thì tôm sẽ gời ra. Đúng rồi. Còn em để muối á thì tôm sẽ dính chùm nhau lại. Ủa đâu có để, bình thường cũng đâu có để muối đâu, nó dính mà. Thì bình thường không để nó cũng dính. Mà mốt em thí dụ em có cá biển á. Cá biển hay thịt heo hay gì đó. Là em muốn ăn mà để vô trong một cái hộp, mà em muốn ăn bao nhiêu á em gỡ ra bao nhiêu á thì em sẽ đổ cho anh một lớp đường vô. Lớp đường không? Một lớp đường vô là tới em ăn bao nhiêu là em gỡ ra bao nhiêu, nó không bao giờ đông lại. Hay cái này là kinh nghiệm mốt không? Tết nè, tại vì mấy ngày Tết á thường thường á là người ta đi chợ, ta mua sẽ mua đồ ăn nhiều. Để vô tủ lạnh, tại vì mấy ngày Tết ta có bán thịt cá gì đó thì cứ để lên một lớp đường giùm. Là xong tới ăn là ăn bao nhiêu gỡ ra bao nhiêu thôi, nó không có cầm gã đâu. Vậy ha. Và thứ hai á là tôm hoặc là tép gì đó, thịt nó rất là tươi. Nhìn nè, thấy không? Để chút xíu nó không bao giờ mà nó thâm. Đúng rồi. Thấy đơn giản không? Cái này con tôm em nha. Tại nó dính đường của anh thôi chứ mấy con này của em. Vậy hả? Vậy bây giờ tôm ai nó ăn? Trời ơi, anh còn một đống luôn kìa. Ơi, nó nghe nè, vậy là mấy cái con tôm bên nhà em á, nãy giờ là em xả đông đá rồi, bây giờ nó mềm rồi phải không? Đúng rồi. Bây giờ em để đường vô được đúng không? Đúng rồi, em để một muỗng đường vô thật là nguyên cái gỗ bự nè, em để trên 2 muỗng em sẽ xảy lên như hả? Là được phải không? Là trở dính là xong. Em gã mốt em ăn bao nhiêu em lấy bao nhiêu thôi. Ơi, cái tiện nè, lấy từng con vậy tiện nè. Đâu có cần đâu, tôm cứng đông đá cứ nhắc luôn phải không? Đúng rồi, tôm đông đá. Đó. Đây là cái cách mà để bảo quản tôm không bị thâm của mình. Và thứ hai là ăn bao nhiêu sẽ lấy ra bao nhiêu được. Đó. Tại đình thấy mà cái cách này có hay quá thì Tết nè có làm theo đi. Thì tại đình cứ làm theo thử thôi. Bảo đảm nó không, nó rời vậy nè, nó không có dính con nào dính não cho rất là im. Ăn nó rất là tiện. Ăn mì này kia mà lấy vài con đó. Không lẽ phải đi đâu mà cục đi xả nước rửa đông cũng được. Đúng rồi. Tại đình thấy cái cách này mình có hay quá thì nhớ bấm like subscribe đến kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là biết thêm cái cách nào mới mà hay hơn thì nhớ comment bên dưới giùm mình. Chứ thường thường mình ăn tôm ăn tép thì thường thường mình để đông để gì nè. Dễ lấy quá ha. Tiện á, cái này tiện. Đơn giản à? Đơn giản được. Hay á.